em. Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt kim loại của Husqvarna, model là HCD2551. Đây là chiếc máy của chúng ta, còn đây là thùng máy. Và phụ kiện đi kèm theo máy thì sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng, khóa để chúng ta thay lưỡi cắt và một cặp chổi than để thay thế. Đây là túi để đựng bụi. Đây là toàn bộ chiếc máy của chúng ta. Đây là toàn bộ máy. Chiếc máy này thì có công suất là 1600W, tốc độ vòng quay của nó là 4600 vòng trên 1 giờ. Máy sử dụng đĩa cắt có đường kính là 255mm, sử dụng điện dân dụng 220V 50Hz. Đây là tay cầm của máy. Tay cầm của máy thì thiết kế rất là vừa vặn. Trên này thì có một tấm đệm cao su, chúng ta cầm vào thì nó sẽ chống trơn trượt và êm hơn khi chúng ta làm việc lâu. Đây là cò bấm máy của chiếc máy cắt này. Đối với máy cắt này thì chúng ta cần phải bấm đúc như thế này thì máy mới có thể chạy được. Còn không thì chúng ta sẽ có khóa cò ở đây. Để như thế này thì các bạn không thể nào bấm cò được. Chúng ta phải cần bấm cả hai cái như thế này. Và đây là ốp bảo vệ để cắt. Khi chúng ta cắt xuống thì ốp bảo vệ tự động nâng lên. Và khi hạ lên thì nó sẽ bảo vệ phần này cho các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có đây là khóa trục, dùng để khóa khi chúng ta thay lưỡi cắt. Đây là phần motor của máy. Đây là dây điện. Dây điện của máy thì dài khoảng 2m. Phần lò xo dùng để đưa lên thuận tiện hơn. Các bạn chỉ cần đưa xuống thì thả tay ra thì máy sẽ tự động đưa lên. Phía dưới này là bàn cắt. Bàn cắt thì được cắt phẳng bằng CNC, rất là phẳng và đẹp, có độ nhám nên là khi các bạn để vật liệu cắt vào thì nó sẽ chống trơn trượt tốt hơn. Đây là nút căn chỉnh góc, tùy theo các bạn muốn cắt góc theo bao nhiêu độ thì các bạn có thể nới lỏng cái này ra và chỉnh độ cắt góc. Chiếc máy này thì có thể cắt góc lên đến 45 độ. Đây là góc 45 độ của máy. Sau khi các bạn chỉnh xong thì các bạn siết chặt lại và các bạn tiến hành cắt thôi. Phía sau này thì chúng ta có một cái khóa. Khi chúng ta làm việc xong thì các bạn có thể gập lại và khóa lại như thế này. Bên hông này thì chúng ta có cái chặn vật liệu cắt. Thì các bạn muốn ép chặt vào đây thì các bạn có thể xoay để ép chặt vật liệu cắt vào. Trên này thì có thước đo dùng để các bạn đo canh chuẩn hơn. Đối với túi hút bụi thì các bạn lắp vào đây, tháo con ốc này ra và lắp vào và dùng tua vít để siết chặt lại. Bây giờ thì tôi sẽ thử chiếc máy này cho các bạn xem. Chúng ta cấp nguồn điện cho máy. Và bấm cò máy cho máy chạy. Máy chạy rất là mạnh mẽ và êm.
Và như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt kim loại HCD 2551. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.